livestream này nhìn nó quen rồi không ạ? Hiện tại thì mình đang ở phòng livestream của Bạch Công Tử Hoan Hay mọi người ạ. Một tràng pháo tay cho anh Hoan Hay đi ạ. Hello mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ để cho Linh thử xem liệu Linh sẽ bẻ được mắc là bao nhiêu với mình nha mọi người nhá. Bắt đầu rồi. Bây giờ mình sẽ để cho Linh thử sức với thanh 100 vàng trở lên, nhưng còn những thanh còn lại thì là mũi so với Linh rồi. Ok, đầu tiên sẽ là 100 vàng nhá. Đó. Đây, 100 vàng đây mọi người. Ok, mời em. Bẻ không tì đi chứ, bẻ tì giờ dễ quá rồi. Sẵn sàng chưa? Không tì các bạn nhé. Nào, come on. Yeah. Nào anh em ơi, 100 vàng không tì quá ngọt ngào luôn nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cây 120 ở kia nha. Đây mọi người, 120 cân, ok chưa? Đó. Nào em, thể hiện đi. Yeah. Nào, mọi người nhớ đeo dây quấn cho an toàn nhé. Mọi người đoán xem liệu Linh có bẻ được 120 hay không đây. Sẵn sàng chưa em? Ok anh. Ok. Đẩy vào. Đẩy vào em ơi, cố lên, đặt vào ngực. Đặt vào ngực, cố lên. Nhấc lên, nhấc lên. Đổi trọng tâm rồi, nhấc lên ạ. Quá kinh khủng anh em ơi. 120 nhá. 120 nhá. Đây. Wow. Yes. Yeah. Ok mọi người, đây là thanh 130 cân nha các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ cho Linh thử sức. Các bạn đoán xem Linh có bẻ được hay không. Bắt đầu nào. 130 cân đây. Mời em. Ok, hãy chinh phục nó đi nào. Sẽ chinh phục 130 nhá mọi người nha. Cố lên em. Ok anh. Nào. Hít một hơi thật sâu, nén gồng lại và bắt đầu. Come on. Đẩy vào nào. Đẩy vào nào. Đặt vào ngực. Ok, thay đổi trọng tâm, đổi trọng tâm. Kéo sang bên tay trái rồi nhấc lên. Thừa vẫn chưa được, vẫn chưa được. Kéo sang bên trái một tí nữa. Hơi hơi khó, nhấc lên, nhấc lên. Yes. Linh đã chinh phục thành công 130 nha các bạn nha. Wow, quá đẳng cấp luôn. Những lần trước đó mới chỉ là khởi động thôi. Bây giờ mới là chùm cuối song long đao 200kg của Bạch Công Tử Hoan Hay. Ok các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ đến với chùm cuối 200kg đang ở đằng kia. Các bạn đoán xem Linh có bẻ được chạm tay hay không đây. Ok. Ui, nặng kinh khủng luôn mọi người ạ. Ok, 100kg nhá. Bắt đầu nha anh em. Bắt đầu nào. Nào mọi người, đây là 200kg cho mọi người nhá. Xem Linh có vẻ chạm đây không. Ok, cố lên em, anh tin em. 2, 3. Đi. Đẩy vào, sắp chạm em ơi. Sắp rồi. Ui, còn một xíu anh em ơi, còn vài cm nữa thôi. 200 cân. Nào chơi nào. Sẵn sàng chị em ơi. Sẵn sàng anh ơi. 2, 3. Come on. Huy. Vào đó, cố lên em ơi. Cố lên. Cố lên, chạm tay. Chạm. Huy. Come on. Đừng gõ, đừng gõ, đừng gõ. Ok, anh thấy rồi. Ok nào các bạn ơi, 200 cân. Dạ, yeah, cố lên nào. Phải chạm. Các bạn ơi. Yeah. Come on. Ba. Ba nào. Hai, ba. Ui. Yeah. Come on. Cố lên, cố lên. Ok anh em, như vậy là anh giáo vật lý đã chinh phục được hết tất cả các thanh lò xo ở đằng sau mình đây. Yeah. Anh giáo vật lý nha các bạn nha, rất khỏe nha các bạn nha. Người đầu tiên Việt Nam chinh phục được 200 cân nha mọi người nha.
Mọi người nhớ follow anh Giáp Vật Lý và Phan Hay để đón chờ những video thú vị tiếp theo nhá. Và với cây 150 của Ma Thế Dân thì các bạn hãy cùng chờ đón mình và anh Giáp Vật Lý xem có vẻ được không nhá. Ok mọi người nhá. Ok.